Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tháo gỡ thị trường bất động sản bằng những giải pháp bất khả thi. Ngày 13 tháng 11, báo Tuổi trẻ cho hay, thị trường bất động sản đang mất cân đối cung cầu rất lớn. Tuổi trẻ dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng vấn đề lớn của thị trường bất động sản là mất cân đối cung cầu. Thị trường chủ yếu là phân khúc trung và cao cấp. Còn phân khúc giá rẻ có giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông rất ít. Điều này không có gì mới mẻ, người dân và dư luận xã hội đều đã biết từ nhiều năm qua, báo chí cũng đã có nhiều bài phân tích. Tuy nhiên, giờ đây, khi thị trường bất động sản đóng băng kéo dài và có nguy cơ sụp đổ giống Trung Quốc thì bà thống đốc ngân hàng và chính phủ mới chịu thừa nhận chăng. Và đây là hình bài trên báo Tuổi trẻ. Báo Tuổi trẻ cho biết Phát biểu trên của thống đốc Nguyễn Thị Hồng là tại hội nghị bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản được Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ xây dựng tổ chức ngày 13 tháng 11. Cụ thể bà Hồng cho biết, cung chủ yếu là phân khúc cao cấp và trung cấp, còn phân khúc thấp cấp, giá rẻ phục vụ người dân có thu nhập thấp rất hạn chế. Căn hộ có giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông rất ít, chỉ có một vài dự án thôi. Nên nếu phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững thì đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp từ phía cung. Đó là có chính sách để tăng cung nhà ở xã hội, bà Hồng nhận định. Bà Hồng cũng cho biết thu nhập của công nhân rất thấp, nhất là qua đại dịch Covid-19, đời sống người dân, công nhân càng khó khăn công nhân có nhu cầu về nhà ở nhưng không thể đi vay. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, luật kinh doanh nhà ở đã có những tháo gỡ khó khăn vướng mắt về vấn đề này, cho phép doanh nghiệp mua nhà ở cho công nhân. Như vậy, không nhất thiết là công nhân phải đi vay để mua nhà mà có thể đi thuê. Và đây là hình vướng mắt khi mua nhà ở xã hội. Giải pháp tháo gỡ này của bà Hồng coi như là không có giải pháp. Bởi lâu nay, công nhân vẫn đi ở nhà thuê và họ chỉ có thể thuê được những phòng trọ từ 2 triệu một tháng trở xuống. Nếu thuê nhà ở xã hội, chắc chắn họ không có khả năng. Rồi những nhà ở xã hội cũng sẽ bị biến tướng như bao nhiêu lần đã từng xảy ra mà thôi. Về vấn đề đầu tư, bà Hồng cho rằng muốn nhà đầu tư bất động sản quay lại thì phải củng cố niềm tin bằng pháp lý. Yếu tố pháp lý rõ ràng, dự án minh bạch giá cả hợp lý thì nhà đầu tư yên tâm khi mua nhà. Giải pháp của bà Hồng liên quan đến pháp lý chỉ là thủ tục đầu tư, đấu thầu. Tuy nhiên, những cái này chỉ là phần ngọn, cái gốc của vấn đề là luật đất đai. Trong đó quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì không nghe bà Hồng nhắc đến, bà không biết hay là bà e ngại không dám đề cập. Về vốn, Bà Hồng yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát để rút ngắn hồ sơ, thủ tục cho vay vốn đầu tư bất động sản. Đồng thời các doanh nghiệp đi vay cũng phải minh bạch hồ sơ, lành mạnh trong hoạt động. Và đây là hình thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp phải ngồi lại với nhau cùng bàn bạc để tháo gỡ khó khăn. Tại hội nghị, doanh nghiệp không nói đang vay của ngân hàng nào. Tổ chức tín dụng cũng không nói đang cho vay doanh nghiệp nào. Nên sau hội nghị này, bên đi vay và cho vay phải ngồi lại bàn bạc với tinh thần sòng phẳng, rõ ràng, bà Hồng nhấn mạnh. Một lần nữa, giải pháp như bà Hồng nêu thì có như không có giải pháp, bởi hầu như các doanh nghiệp bất động sản hiện nay đều đầy rẫy nợ xấu. Ngân hàng không dám cho vay thêm, giữa ngân hàng và doanh nghiệp khó có thể tìm được tiếng nói chung. Bà Hồng lại đưa ra mệnh lệnh yêu cầu hai bên ngồi lại, sòng phẳng rõ ràng. Như vậy có phải là tiếp tục đẩy vấn đề về những vướng mắc bế tắc cũ hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thống đốc ngân hàng nhà nước tháo gỡ thị trường bất động sản bằng những giải pháp bất khả thi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Các hãng đầu tư nước ngoài đang rút dần lợi nhuận ra khỏi Trung Quốc. Ngày 14 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài bình luận Lý do nào khiến các hãng rút hàng tỷ đô la lợi nhuận ra khỏi Trung Quốc? Theo đó, các doanh nghiệp nước ngoài đang rút tiền ra khỏi Trung Quốc với tốc độ nhanh hơn mức họ đưa vào dữ liệu chính thức cho thấy. Kinh tế đang chững lại, lãi suất thấp và cuộc tranh chấp địa chính trị với Hoa Kỳ đã làm dấy lên nghi ngờ về tiềm năng kinh tế của Trung Quốc. BBC dẫn lời ông Nick Maro từ một tờ báo quốc tế nói rằng những lo lắng xung quanh rủi ro địa chính trị, sự không chắc chắn về chính sách trong nước và tốc độ tăng trưởng chậm hơn đang thúc đẩy các công ty nghĩ về các thị trường thay thế. BBC cho biết, Trung Quốc ghi nhận mức thâm hụt 11,8 tỷ đô la về đầu tư nước ngoài trong 3 tháng tính đến cuối tháng 9, lần đầu tiên kể từ năm 1998. Điều này cho thấy các công ty nước ngoài không tái đầu tư lợi nhuận của họ vào Trung Quốc mà đang chuyển tiền ra khỏi nước này. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC dẫn lời người phát ngôn của hãng sản xuất máy móc công nghiệp Thụy Sĩ Olicon cho biết, Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với mức tăng trưởng chậm hơn và cần thực hiện một số điều chỉnh. Vào năm 2022, chúng tôi dự đoán sự suy thoái kinh tế ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi do đó chúng tôi bắt đầu sớm thực hiện các hành động và biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động này theo bbc trung quốc đã thực hiện một trong những biện pháp phong tỏa đại dịch nghiêm ngặt nhất thế giới thông qua chính sách không covid điều này gây ra sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng của nhiều công ty chẳng hạn như hãng khổng lồ công nghệ apple vốn sản xuất phần lớn iphone tại trung quốc kể từ đó công ty đã đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình bằng cách chuyển một số hoạt động sản xuất sang Ấn Độ. Ông Maro cho biết, chúng tôi không thấy nhiều công ty rút khỏi Trung Quốc. Nhiều công ty đa quốc gia lớn đã có mặt trên thị trường này từ hàng thập kỷ và họ không sẵn sàng từ bỏ thị phần mà họ đã dành 20, 30 hoặc 40 năm để vun đắp. Nhưng về mặt đầu tư mới thì chúng tôi thấy rằng các hãng đang đánh giá lại. Bên cạnh đó, vẫn theo BBC Trung Quốc đi ngược lại xu hướng thế giới về lãi suất. Nhiều ngân hàng trung ương lớn đã tăng lãi suất để khống chế lạm phát. Chi phí vay cao hơn, vốn hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn cũng sẽ thu hút vốn nước ngoài. Trong khi đó, Trung Quốc lại cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế và ngành bất động sản đang gặp khó khăn, khiến đồng nhân dân tệ mất giá. Và đây là hình từ năm 2022, Apple đã rút dần khỏi Trung Quốc. BBC dẫn nhận xét của ông Michael Hart, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc, cho rằng một số công ty đã rút thu nhập từ Trung Quốc ra như khoản lợi nhuận trong một phần trong chu kỳ dài hạn. Điều này đáng khích lệ, vì điều đó có nghĩa là các công ty có thể tích hợp hoạt động tại Trung Quốc vào hoạt động toàn cầu của họ. BBC cũng cho biết các nhà phân tích cho rằng có nhiều điều không chắc chắn về những gì đang ở phía trước cả về lãi suất và mối quan hệ Trung-Mỹ. Theo đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay để hỗ trợ nền kinh tế. Dan Wang, trưởng kinh tế gia của Hang Seng Bank China, chia sẻ. Việc giảm lãi suất có thể gây thêm áp lực lên động nhân dân tệ vốn đã yếu đi. Ông Maro cho biết các doanh nghiệp lạc quan một cách thận trọng về cuộc gặp sắp tới giữa Chủ tịch Tập và ông Biden, bởi cuộc gặp này có xu hướng tạo ra lực ổn định cho quan hệ song phương. Nói vậy nhưng sẽ không mất nhiều thời gian để mọi thứ lại sụp đổ lần nữa, cho đến khi các công ty và nhà đầu tư cảm thấy họ có thể điều hướng một cách chắc chắn hơn, thì lực cản đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục, ông Maro cho hay quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin các hãng đầu tư nước ngoài đang rút dần lợi nhuận ra khỏi trung quốc